Trước thềm đám cưới, những thông tin xoay quanh cô dâu Hà Mã Tấu đang được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Nhất là lý do thực sự khiến TikToker lên xe hoa sau khi công khai người yêu chưa đầy 50 ngày. Một trong những cặp đôi được chú ý nhất tháng 12 đó chính là Đặng Thu Hà, Hà Mã Tấu và Phan Quang Dũng. Được biết, cả hai sẽ chính thức về chung một nhà vào ngày 17 tháng 12 tới đây. Đám hỏi của Hà Mã Tấu và chồng vừa diễn ra cách đây chưa lâu. Trong ngày vui của mình, Thu Hà nhận nhiều lời khen bởi nhan sắc cuốn hút khác hẳn so với ngày thường khi xuất hiện trong các clip. Cô nàng sinh năm 2000 diện một chiếc áo dài hồng, gương mặt tươi tắn, miệng cười không ngớt khi chính thức lấy chồng. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của Đặng Thu Hà cũng đã có mặt trong ngày trọng đại này. Trong đó, khách mời đặc biệt nhất nhì chính là MC Trần Ngọc. Mới đây, người dẫn chương trình họ Trần đã đăng ảnh chụp cùng cặp đôi Thu Hà Quang Dũng và Fleck vai trò ông Mai của mình, cô dâu chú rể và người khiến họ quen nhau. Ở phần bình luận dưới bài viết, MC Trần Ngọc cũng xác nhận sẽ phụ trách dẫn dắt cho đám cưới của cặp đôi này. Trước đó, anh chàng cũng được khen là mát tay, khiến cư dân mạng xin vía khi dẫn dắt hôn lễ của Bình An Phương Nga và Đoàn Văn Hậu Doãn Hải My. Hà Mã Tấu chính là học trò cưng, thường gọi Trần Ngọc là sư phụ, có lẽ vì vậy mà anh không thể để đồ đệ FA mãi được. Nam MC cũng là người thúc đẩy TikToker tìm hiểu Quang Dũng dù thời điểm đó cô nàng chưa có ý định yêu đương gì. Được đấy, Dũng được đấy, ok, là cách Trần Ngọc thúc giục Thu Hà. Chính chủ cũng cho biết bản thân bị bối rối vì sư phụ mai mối đến mức khi gặp Quang Dũng, câu đầu tiên cô nàng chỉ biết hỏi, anh sinh năm bao nhiêu ạ? Anh sinh năm 1999 à, thế không hợp tuổi em rồi, anh Ngọc đừng gắn ghép nữa nhé. Về phần Quang Dũng, ban đầu thấy Thu Hà hỏi tuổi thì tưởng cô nàng để ý đến mình, ai ngờ tìm hiểu thông tin để từ chối. Vậy mà nhân duyên đưa đẩy, Thu Hà Quang Dũng lại bắt đầu mối quan hệ yêu đương và nàng TikToker gần đây mới khoe khoảnh khắc được bạn trai bí mật cầu hôn. Tuy nhiên, việc tổ chức hôn lễ quá nhanh khiến nhiều người theo dõi khó chấp nhận chuyện Hà Mã Tấu sắp trở thành vợ người ta. Bên cạnh những bài đăng chúc mừng cô nàng thì cũng xuất hiện video thu hút sự chú ý lớn với hơn nửa triệu lượt xem. Cụ thể, bài đăng chia sẻ hình ảnh đoạn tin nhắn mà ở đó một tài khoản có tên Đặng Thu Hà đã chủ động dàn dựng bối cảnh lo đám cưới, kẻ chi phí và đang tìm cách có được số tiền 500 triệu đồng một cách nhanh chóng. Đoạn video được cho là màn tự biên tự diễn của chủ nhân bài viết. Người này công khai lợi dụng tên tuổi nữ TikToker cũng như độ hot của đám cưới để đánh bóng, củng cố uy tín, tên tuổi của bản thân. Theo dõi Hà Mã Tấu, nhiều người còn ưu ái gọi cô là đại gia ngầm. Thời điểm vừa bước sang tuổi 21, nàng TikToker đã tậu xế hộp riêng. Với danh tiếng thời điểm hiện tại, cô thu về bội tiền từ việc sản xuất video hay hợp tác với các nhãn hàng làm quảng cáo. Vậy nên khi đoạn video lợi dụng tên tuổi của Thu Hà lên sóng, cư dân mạng không khó để nhận ra thủ đoạn của kẻ gian, lập tức réo tên chính chủ để làm cho ra ngô, ra khoai. Bởi nếu video này tồn tại lâu dài, chắc chắn có những người cả tin, nghe theo lời kẻ gian, bị lợi dụng, có thể gặp những hậu quả khó lường. Đặng Thu Hà, sinh năm 2000, là một gương mặt khá nổi tiếng trên mạng xã hội với phong cách chân thực và hài hước. Cô hiện sở hữu kênh TikTok 3,2 triệu người theo dõi. Ngoài ra, nàng này còn lên sóng truyền hình với vai trò người dẫn chương trình. Vốn được mệnh danh là FA chúa nên từ khi thông báo được cầu hôn tới lúc chuẩn bị đám cưới, nhiều người vẫn không tin vào sự thật mà chỉ nghĩ cô bạn đang làm nội dung cho clip.